1, 2, 3, tụi mình gần xong rồi. Mia, mình đi tìm cửa khác đi. Mia, tụi mình đang ở đâu vậy? Mấy cái hình này là gì vậy? Chị nghĩ là chúng ta phải tìm tất cả những hình này để thoát khỏi đây. Ok. Mình thử cái này nhé. Tụi mình tìm được rồi. Là chất nhờn Slam. Tụi mình phải đi tìm những hình này đã. Dạ. Mình tìm được rồi. Đó là hình tam giác. Làm tốt lắm Mia. Mia, tiếp theo nè. Khối Lego. Thứ gì thật? Những khối Lego. Cùng tìm nào. Không có. Không có. Mấy cái này sao giúp tụi mình đây? Em không biết. Ý tưởng hay đó Mia. Tụi mình sẽ ráp lại thành hình vuông. Chị nghĩ cái hình này rất đẹp. Một, hai, ba. Tụi mình gần xong rồi. Mia, mình đi tìm cửa khác đi. Mình nghĩ cái cửa này rất tốt nè. À, chị Tracy, em sợ quá. Em không muốn mở nó ra đâu. Đừng có mở cái cửa này ra. Tụi mình cần phải thoát khỏi đây. Morty. Cái hình đâu rồi? Tụi mình không tìm được hình nào hết. Chỉ có chó thôi. Mia, là hình nè. Là ngôi sao. Còn hai cái nữa thôi là tụi mình có thể thoát khỏi đây rồi. Mia, mình thử cái này đi nha. Mia, Mia, bắt nó. Tụi mình làm được rồi. Chỉ còn một cái nữa thôi là có thể thoát khỏi đây.
Tụi mình phải kiểm tra hết những cửa này. Không có gì hết. Mia, thử cái này nha. Mia, trong này cũng không có gì luôn. Chắc là tụi mình không thể thoát khỏi đây rồi. Mình rất hy vọng trong này có hình đó. Nó cũng trống rỗng luôn. Mia, chỉ còn hai cửa nữa thôi. Cái này cũng trống rỗng luôn. Còn một cái nữa thôi. Chị sợ mở cánh cửa này ra quá Mia. Trống rỗng mà Mia. Phải tìm lối ra ở đâu đây? Chúng ta phải thoát khỏi đây thôi. Alo, Dân Dân, em nè. Cái hình này là đúng luôn đó. Mia, nhìn nè, tụi mình tìm được đủ tất cả rồi.